Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ ba ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn kiểm tra 1571 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện ủy Bắc Ái. Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập huyện Ninh Phước. cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng hồ thủy lợi sông Cái. Ninh Thuận đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới 2023-2024 và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, đoàn kiểm tra 1571 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện ủy Bác Ái về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 1 năm 2022 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 qua hai năm triển khai nghị quyết số 19 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại huyện Bát Ái, nơi có chín xã thuộc diện đặc biệt khó khăn đã được ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư phát triển. Đặc biệt, Thông qua 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong 2 năm 2022-2023, địa phương đã được phân bổ 189 tỷ 427 triệu đồng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Qua đó, giúp nâng thu nhập bình quân đầu người lên 20,8 triệu đồng trên một năm, tỷ lệ hồ nghèo giảm bình quân năm là 5,19%. Có 3 trên 38 thôn thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn. 100% xã thôn có các tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đảm bảo đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,7%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94%. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy Bác Ái tiếp tục quán triệt, nhằm nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của Nghị quyết số 19, tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư gắn với giải ngân vốn đầu tư công thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình dự án và huy động nguồn lực xã hội, nguồn vốn đóng góp của nhân dân để triển khai hiệu quả các mục tiêu theo tinh thần nghị quyết 19 năm 2021 của tỉnh ủy. Trước đó tại xã Phước Đại, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Bi Nang Thị Thủy, trưởng ban dân tộc tỉnh, phó trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 19 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, qua 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 19 của tỉnh ủy, xã Phước Đại đã được phân bổ nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông thủy lợi, kè chống sạt lở, y tế, giáo dục. Đặc biệt, từ nguồn vốn của 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023, địa phương đã hỗ trợ bò sinh sản cho 56 hộ, chuyển đổi 25 hecta diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng mì cao sản, góp phần kéo giảm tỷ lệ hồ nghèo của xã xuống còn 31,5%. Sáng ngày 22 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước, tham gia đoàn kiểm tra các đồng chí Lâm Đồng, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Cha Ma Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Sau khi kiểm tra video clip thiết quân luật, các văn kiện diễn tập, công tác đảm bảo cơ sở vật chất, biển bản, âm thanh, hệ thống thông tin ở các khu vực, công tác hậu cần kỹ thuật và quy trình động viên quân nhân dự bị của huyện Ninh Phước. Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Lưu Xuân Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Ninh Phước đồng thời yêu cầu ban chỉ đạo diễn tập của huyện tiếp tục chỉ đạo củng cố các văn kiện theo đúng quy định bám sát với đầu bài đặc điểm tình hình của địa phương và nhiệm vụ của từng ngành đảm bảo từng vai tập phải có kịch bản cụ thể việc chuẩn bị nội dung tham gia các hội nghị phải sát với chức năng nhiệm vụ nắm chắc nguyên tắc cơ chế lãnh đạo điều hành vai trò tham mưu của từng cấp từng ngành trong từng giai đoạn Đại tá Lưu Xuân Phương cũng đề nghị ban chỉ đạo diễn tập của huyện Ninh Phước chỉ đạo các nội dung thực binh nghiêm túc, đúng nguyên tắc, chất lượng, sát thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Dự kiến thời gian diễn tập chính thức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Chuyển sang những nội dung khác thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển thương mại du lịch và dịch vụ theo hướng ngày càng văn minh hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,73% một năm, tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 9,68% trên một năm. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phát triển mạnh các ngành dịch vụ theo hướng hiện đại, dựa trên công nghệ số, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao giá trị gia tăng ngành du lịch, tiếp tục phát triển du lịch theo hướng toàn diện, cơ bản, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tân ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động các dự án du lịch trọng điểm, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm từ 3.500 đến 4.500 phòng, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, mở rộng sản phẩm du lịch theo hướng đặc thù khác biệt, khả năng cạnh tranh cao, phấn đấu thu hút khoảng 3,5 triệu lượt khách, nâng tỷ trọng đóng góp vào GRDP tỉnh chiếm 13%, giá trị sản xuất và giá trị gia tăng thêm đạt mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đề ra. Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 1.000 đến 1.100 tổ hợp tác với khoảng 10.400 đến 10.600 thành viên, 130 đến 140 hợp tác xã với khoảng 19.400 đến 19.700 thành viên, có khoảng 30 đến 35 hợp tác xã và 10 đến 20 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ nông sản. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đổi mới hoàn thiện cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tập trung hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, rà soát hướng dẫn tổ chức củng cố lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, tăng cường năng lực quản trị hợp tác xã theo hướng công khai minh bạch thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước tăng cường liên kết giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sử dụng sản phẩm dịch vụ, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Dự toán, kinh phí thực hiện khoảng 33,35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Sông Cái nằm trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Bát Ái, là công trình đầu mối điều tiết cấp nước quan trọng nhất của hệ thống thủy lợi tân Mỹ. Công trình có dung tích sắp xỉ 220 triệu mét khối. Đây là công trình thủy lợi có vai trò đặc biệt quan trọng, được quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn trong vận hành. Tuy nhiên hiện có nhiều hộ dân lớn chiếm khu vực bảo vệ lòng hồ để canh tác, làm dịch vụ và việc xử lý tình trạng này gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Khu vực bán ngập đầu nguồn hồ thủy lợi sông Cái đã biến thành cánh đồng bắp. Ban đầu chỉ có một vài hộ canh tác nhưng nay số lượng đã tăng lên 8 hộ với diện tích gần 10 hecta. Khi mà nước lên nó nó ngập úng thì nó sẽ ảnh hưởng tới hồ màu bà con thì lúc đó bà con lại là đi kiện qua chính quyền địa phương thì nó có nhiều vấn đề đang giải giả nữa. Một vài hộ vô đây làm thì sẽ có rất nhiều hộ dân tới đây khai thác và trồng trọt nữa. Tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng phát hiện có 10 hộ dân đàn sầm lớn khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của lòng hồ thủy lợi sông Cái để canh tác dựng nhà làm dịch vụ câu cá. Các hộ dân này chủ yếu ở xã Phước Hòa, huyện Bắc Ái và thị trấn Tân Sơn, huyện Nơ Sơn. Trạm quản lý thủy nông sông Cái Tân Mỹ sau khi phát hiện đã lập biên bản các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên trách nhiệm xử lý cưỡng chế các hộ dân di dời ra khỏi phạm vi quản lý lòng hồ lại thuộc về ủy ban dân xã Phước Hòa chức năng của trạm thì chỉ có lập được cái bản ghi nhận sự việc thôi còn chế tài hành chính thì chủ yếu là ở địa phương cho nên là việc xử lý rất khó khăn cho nên là cũng mong là địa phương thì phối hợp để để xử lý triệt để các cái tình trạng lấn chiếm này chúng tôi sẽ phối hợp với lại công ty khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác tuyên truyền vận động bà con di dời đồng thời đề nghị công ty khai thác công trình thủy lợi phối hợp với địa phương xử lý đối với những cái trường hợp đang đang còn lại trên đó để xử lý dứt điểm tình trạng xâm phạm khu vực bảo vệ lòng hồ sông Cái, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh và ủy ban dân xã Phước Hòa cần kiên quyết di dời các hồ lấn chiếm và xây dựng quy chế phối hợp giữa hai bên để nâng cao hiệu quả quản lý, tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm qua đó đảm bảo an toàn vận hành công trình cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng từ 1,3 đến 1,5% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp của tỉnh. Tỷ Tỉ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 1 đến 1,5% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ dự kiến cao gấp 1,3 đến 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ. Theo đó, Ninh Thuận sẽ tập trung phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực tại các vùng có điều kiện đất đai, khí hậu, thuận lợi cho từng loại cây trồng vật nuôi, thủy sản để sản xuất hữu cơ, hình thành vùng sản xuất các sản phẩm bản địa, đặc trưng, có tiềm năng để xây dựng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý sản phẩm để đầu tư sản xuất hữu cơ phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị quy mô lớn liên kết với các doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác để sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân nghiên cứu phát triển và ứng dụng các chế phẩm sinh học phân hữu cơ sinh học tác nhân phòng trừ sinh học nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm thay thế kháng sinh trong chăn nuôi nuôi trồng thủy sản hỗ trợ xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm và phát triển thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của tỉnh thưa quý vị và các bạn nhằm tăng cường khả năng thích ứng của nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương đối với tình trạng mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu quỹ khí hậu xanh gcf đã viện trợ không hoàn lại cho tỉnh ninh thuận thực hiện dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực tây nguyên và nam trung bộ ninh thuận gọi tắt là sát ninh thuận ở giai đoạn 1 cùng với tăng cường tập huấn về quản lý đất và sinh khối cho các nông hộ, dự án đã hỗ trợ đào 106 ao trữ nước chống hạn cho các nông hộ nhỏ, các hộ nghèo và cận nghèo thuộc 4 huyện Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Bắc Ái. Đến nay các ao chống hạn đã bước đầu phát huy hiệu quả. Không chủ động nguồn nước nên hơn 1 hectare trồng bắp đậu của gia đình ông Ca Tơ Phiến mùa được mùa mất. Tháng 8 năm nay, ông Phí rất vui khi được dự án sát hỗ trợ đào ao trữ hơn 2.000 mét khối nước. Ông bắp thì được, đồ sen thì được, lúa thì mới chảy nước thêm thêm. Để cái ao này là hiểu được thì mình làm để mình phục vụ cái chú làm ăn đó. Đối với bà Chamele Thị Thoa, việc chăn nuôi gia súc đã đỡ vất vả hơn khi ao trữ nước do dự án sát hỗ trợ đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Giờ đây bà không còn lo lắng về nguồn nước trong chăn nuôi. Trước đây chăn bò dê phải lên núi để kiếm nước suối cho bò dê uống. Nay trong sảy có ao trữ nước rồi, không còn phải đi xa vất vả như trước nữa. Rất cảm ơn nhà nước. Thật thứ thôn tham dú xã Phước Trung không được hưởng lợi trực tiếp từ các hồ thủy lợi. Người dân sản xuất chủ yếu dựa vào nước trời để sản xuất các cây ngắn ngày như đậu xanh, bắp. Nay được dự án sát tại trợ đào ao trợ nước. Các nông hộ nghèo trên địa bàn xã kỳ vọng sẽ bảo đảm nước tưới cho các loại cây trồng giúp bà con phát triển kinh tế. Đất của thôn Tham Dú thì hiện tại thì không có nước sản xuất bởi vì không có hồ thủy lợi chảy xuống. Cũng cũng may nhờ bây giờ án sát đào ao rồi chữa nước cho bà con để sau này bà con để tưới tiêu cho cây ngắn ngày như là cây bắp à, đậu xanh dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực tây nguyên và nam trung bộ ninh thuận sát ninh thuận do quỹ khí hậu xanh gcf viện trợ không hoàn lại ở giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai thi công 109 ao trợ nước chống hạn trên địa bàn 4 huyện Ninh Hải, Ninh Sơn, Thùng Bắc, Ban Ái. Đến nay đã thi công hoàn thành 40 ao và đang triển khai thi công các ao tiếp theo. Thì đối với các nhà thầu tập trung về cái trang thiết bị hiện nay trên công trường là gồm có cái 7 cái 7 xe cơ giới xe máy đào và một máy ủi là cực, cực à, triển khai đào ngay không cả ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật dự kiến trong thời gian trước vụ vụ mua mua mưa năm 2023 thì các cái ao này sẽ hoàn thành và tích nước trữ nước để sản xuất cái vụ đông xuân cho các hộ nghèo và cận nghèo. Ngoài việc hỗ trợ đào ao trữ nước chống hạn, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực của nông hộ nhỏ trong việc áp dụng các công nghệ tưới tiết kiệm nước, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu từ đó mở ra nhiều cơ hội cho các nông hộ tiếp cận với các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống. Nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số có các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận đang triển khai dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1 trước ngày khai giảng năm học 2023-2024. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học, thời gian biểu, phân công giáo viên trực tiếp dạy học, tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1, đảm bảo có 100% cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trước khai giảng năm học mới ít nhất 2 tuần. Tham mưu với chính quyền địa phương vận động học sinh ra lớp, đảm bảo 100% học sinh dân tộc thiểu số được dạy học tăng cường tiếng Việt trước khi vào lớp 1 đồng thời tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, các giải pháp tối ưu nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số, phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng phân công vị trí việc làm hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo của đội ngũ nhà giáo. Đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp, ưu tiên bố trí giáo viên có kinh nghiệm dạy các lớp đầu cấp ở vùng dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2023-2024 đã cần kề. Bên cạnh nguồn nhân lực thì việc đầu tư cơ sở vật chất cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc nâng cao chất lượng dạy và học. Chính vì thế, ngay trong năm học mới này, Ninh Thuận đã đầu tư 218 tỷ đồng xây dựng sửa chữa nâng cấp trường lớp học sẵn sàng cho năm học mới. Trường Tiểu học Tân Đức, huyện Ninh Phước Trường có 3 tầng với 18 phòng học, kinh phí đầu tư gần 17,5 tỷ đồng. 18 phòng học đưa vào sử dụng trong năm học này không chỉ tạo niềm vui, phấn khởi cho giáo viên và học sinh nhà trường mà còn chấm dứt tình trạng thiếu phòng học tại địa phương. Có được cái cơ sở vật chất đầy đủ và khang trang thì giúp cho nhà trường cũng như là một cái động lực giúp cho nhà trường cái nâng cao chất lượng dạy và học và thực hiện tốt cái phong trào thi đua của ngành cùng với việc từng bước hoàn thiện hạ tầng, ngành giáo dục và đào tạo Ninh Thuận cũng ưu tiên đầu tư trang thiết bị, dụng cụ học tập và triển khai chương trình đổi mới giáo dục theo chương trình phổ thông năm 2018. Các năm học trước thì nhà trường học tạm, học nhờ máy tính ở các đơn vị bạn và năm nay thì theo cái danh mục đầu tư thì có một phòng tin học và đây cũng là cái điều kiện thuận lợi cho các em vừa học vừa thực hành. Năm học này đối với giáo dục Ninh Phước thì tất cả các đơn vị trường học á, là đều về cơ bản thì đáp ứng đủ về cơ sở vật chất để mà thực hiện cái chương trình sách giáo khoa 2018. Trong đó có một số đơn vị mà được là đầu tư năm học này thì có đầy đủ phòng tinh học để mà dạy tinh học cho các em học sinh đối với tiểu học lớp 3. Tại huyện Thuận Nam, để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới và thực hiện chương trình đổi mới giáo dục, năm nay Thuận Nam đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng nâng cấp sửa chữa trường lớp. Chúng tôi cũng cố gắng là tham mưu ban dân huyện tiếp tục đầu tư xây dựng thêm phòng học mới và đồng thời là bố trí đảm bảo đủ giáo viên để mới dạy chương trình giáo dục 2018 và đồng thời là cũng tham mưu ban dân huyện rất là hỗ trợ cái kinh phí để trang thiết bị cho các trường học. Xác định nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện đổi mới giáo dục, trước hết cơ sở vật chất phải đảm bảo. Năm học 2023-2024 này, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ninh Thuận đã đầu tư 218 tỷ đồng để xây mới 285 phòng học và sửa chữa nâng cấp 203 phòng học. Trong năm học 2023-2024 thì ngành giáo dục đào tạo cũng quyết tâm sẽ thực hiện tốt và sử dụng tốt các cái nguồn lực được đầu tư để khắc phục những cái khó khăn và để thực hiện tốt cái chương trình giáo dục giáo dục phổ thông năm 2018 cũng như là để phấn đấu đạt được những cái tiêu chí xây dựng cái trường chủ quốc gia để thực hiện thành công cái nghị quyết của tỉnh ủy cũng như là cái kế hoạch của ủy ban nhân tỉnh giao. Đổi mới giáo dục là nhiệm vụ lớn lâu dài và nhiều thách thức. Việc huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất không chỉ là yêu cầu cần thiết của quá trình đổi mới dạy và học mà còn góp phần tạo ra môi trường học tập tốt nhằm phát huy tối đa năng lực của học sinh. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lấn chiếm lồng lề đường làm nơi buôn bán, đậu đổ xe không đúng quy định đang diễn ra trên nhiều tuyến đường ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị với quyết tâm lập lại trật tự đô thị hiện nay, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đang chỉ đạo các xã phường đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng.ghi nhận của phóng viên thời sự trong buổi xa quân sáng qua ở phường Thanh Sơn, địa phương được đánh giá có hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ sầm uất nhất ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Đây là các hộ dân lớn chiếm vỉa hè, lòng đường Trần Nhân Tông và đường Đoàn Thị Điểm để buôn bán. Còn đây là các quán nước trên đường Hồ Xuân Hương, căng treo bạc trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Trong buổi ra quân, chính quyền địa phương đã nhắc nhở và yêu cầu hộ dân tháo dỡ bà che, thu dọn hàng quán lấn chiếm lòng lề đường. Địa phương cũng đã thành lập các cái tổ trật tự đô thị của phường, hàng ngày thường xuyên ra quân 3 k trên một ngày, sáng, chiều và tối trên địa bàn nhằm đảm bảo cái công tác là trật tự đô thị theo thống kê của phường Thanh Sơn, dọc các tuyến đường chính trên địa bàn phường hiện có 349 hộ kinh doanh buôn bán. Ngay từ đầu năm, địa phương đã các cử các lực lượng đoàn thể đến từng hộ kinh doanh tuyên truyền nhắc nhở cho ký cam kết không lấn chiếm lòng lệ đường. Đồng thời địa phương cũng dành một phần vỉa hè cho các hộ kinh doanh tập kết, hàng hóa và đậu đổ mô tô xe máy. Mấy anh trật tự rồi chỉnh đốn rồi lại á thì thấy cái mỹ quan nó đó sạch đẹp mà ấy hơn. Rồi như mấy hộ kinh doanh đồ á, người ta cũng có ý thức hơn. Người ta cũng thục vô rồi, người ta cũng để lòng lề đường để cho xe đồ đậu, đậu rồi vậy á. Đến nay, tình trạng lân chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán của các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Thanh Sơn đã giảm hẳn. Từ đầu năm 2023 đến nay, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng công an thành phố phải Rang thấp Chàm kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 80 trường hợp chay ị cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Thì địa phương là tạo điều kiện cho bà con buôn bán đúng nơi quy định, đúng theo cái quy định mà địa phương đã kẻ vạch để làm sao mà vừa tạo điều kiện cho bà con buôn bán làm ăn nhưng mà cũng là tạo điều kiện là đường thông hè thoáng giúp cái mỹ quan đô thị của thành phố nó vừa là sáng xanh sạch đẹp và văn minh. Để đường thông hệ thoáng bên cạnh công tác quản lý, kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân. Chính sự vào cuộc chung tay góp sức của mọi người sẽ làm cho các tuyến đường thông thoáng, góp phần làm cho đô thị Phan Rang Tháp Chàm trở nên sạch đẹp văn minh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.